cái việc cảm nhận cơ bắp ấy, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi nhóm cơ đấy nó tập ở vị trí co ngắn. Mà tuy nhiên việc cảm nhận tốt và việc kích thích nhóm cơ tốt nó không tương đồng. Xin chào các bạn nhé, một cái mẹo để mà giúp thằng cơ xô nó giãn tốt hơn và cái thằng lưng trên upper back ấy, nó giãn được tốt hơn lúc mà cái pha thả tạ ấy, hay eccentric ấy, mình sẽ muốn là với tay. Và cùng với việc với tay ấy, mình sẽ muốn là cảm nhận cái thằng lồng ngực nó đi ra phía sau. Nó đi ra phía sau giữa hai cái thằng bả vai. Mình sẽ ghép cái ảnh bả vai ở đây. Đây, lồng ngực nó sẽ đi ra phía sau. Nó sẽ giãn hai bả vai ra. Và một cái lưu ý nhá, áp dụng cái mẹo này ấy, thì mình sẽ không muốn là lúc với tay ấy, nó bị nhấc vai lên. Rồi, thỏ để mà làm đi. Và lưu ý nhá, là cái lúc mà eccentric ấy, thả tạ ra ấy, ở pha cuối ấy, anh muốn là chậm để cảm nhận nó giãn. Anh muốn cảm nhận cái đấy. Rồi, giữ cố định thân này, thân giữ cố định này. Và với những mững tạ nhẹ như này ấy, thì bạn sẽ không cảm nhận rõ được thằng bụng đang hoạt động. Nhưng lát nữa thỏ sẽ tăng mức tạ lên thì bạn sẽ hiểu được là ở cái bài tập này mình sẽ cần dùng nhiều cơ bụng nhau để nó giữ ổn định cho thằng lồng ngực. Rồi, kéo đi. Rồi, giãn, tốt. Cứ thả bình thường thôi. Anh muốn kéo chậm ở pha cuối đấy. Thả bình thường nhá, thả bình thường. Ở đoạn cuối này này, mình chậm. Thả bình thường đi. Ở đoạn cuối mình chậm để mình cảm nhận rõ là cái thằng cánh tay đang vươn ra. Rồi, đây, cứ thả chậm mà. Rồi, thả bình thường này, thả bình thường. Chậm chậm, đấy, chậm ở cuối thôi. Rồi, tăng tạ này, mức này nhẹ quá. Ở mức tạ nặng hơn ý, thì mình sẽ cần tạo nhiều sự ổn định hơn. Tại mức tạ nặng nó sẽ kéo người mày đi. Và khi kéo người mày đi thì mày cần phải tạo ra nhiều sự ổn định hơn. Đầu tiên là chân, làm vào đây. Hầu như những cái máy row ấy, nó sẽ có điểm để chân ở đây. Thì anh muốn lúc kéo mày sẽ phải đạp chân vào đây, hoặc là luôn luôn có cái lực đạp ở đây. Và cái thứ hai ấy, là thằng lồng ngực nó phải luôn luôn ở trạng thái ghi và giữ cố định. Thì lúc này thằng cơ bụng nó sẽ vào hoạt động nhiều. Đấy là lý do vì sao nhiều khi anh hướng dẫn cho khách ấy, tập những mức nặng, hôm sau người ta bảo về bị căng cơ bụng. Đấy là điều chuẩn cho vào đây. Và bài kéo xô nhá, mình muốn tập trung ở cái pha nó kéo dài là pha kéo giãn này. Còn lúc mà co ngắn nhất ấy, nó cũng không quá cần thiết đâu. Mọi người có thể tập khoảng 2/3 rom cũng được. Cái chính mình muốn tập trung pha kéo dài thôi. Đấy, kéo. Đến đây được rồi, rồi. Giãn, đúng rồi, đúng rồi. Ở đoạn cuối giãn này, giãn. Tốt. Đoạn cuối giãn, giữ người thẳng, thẳng. Rồi, kéo. Giữ cho thằng này không di chuyển nhá. Tốt. Đấy, mọi người nhìn này, gần như ngực đi ra sau này, hai bả vai ra trước, kéo. Rồi, ngực ra sau này, hai bả vai nó tiến ra trước. Mình muốn giữ cố định ở cái thằng cuộc sống này. Tốt đấy, tiếp đi. Ba cái nữa đấy. Giãn. Giãn này, giãn, kéo. Giãn tiếp đi. Tốt. Rồi. Ok đấy. Rồi. Nói đi. Một cái lỗi, thực ra nó không phải lỗi, mà mình thấy mọi người dạo này rất là hay tập ở trên mạng ấy. Đấy là có một cái mẹo là gập bụng trong bài kéo. Nhưng mà khi mọi người gập bụng trong bài kéo ấy, thì cái tay mọi người ấy lại đưa rất ít nhỉ. Nó lại mất đi cái tính hiệu quả như mình nói là tính giãn cơ cho cơ xô. Mọi người gập bụng cũng được, nhưng mà cái chính là cái cánh tay ấy, nó phải vươn được ra. Rồi, ok, thỏ thử làm đi. Cái mà gập bụng mà kéo nó ngắn ấy. Đấy, kéo. Đây thường mọi người là lên, dừng ở đây rồi xong kéo này. Cánh tay nó chưa đưa ra hết. Và thường mọi người tập cái biến thể mà cánh tay không đưa ra hết ấy, mọi người hay cảm nhận được cái thằng một cái nhóm cơ ở đây nó nhiều. Tại vì sao? Tại vì hầu như ở tất cả các bài tập hay tất cả nhóm cơ ấy, cái việc cảm nhận cơ bắp ấy, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi nhóm cơ đấy nó tập ở vị trí co ngắn. Chẳng hạn như bài hip thrust hay là glute bridge ấy, lúc mà mình siết mông này, cảm nhận cơ rất là rõ không? Hay kiểu đứng im này, siết vào cảm nhận rõ hơn. Hay như kể cả bài tập xô nhá, muốn cảm nhận xô tốt ấy, kéo rong ngắn rồi giữ ở khoảng cơ co ngắn nhất thì cảm nhận tốt. Mà tuy nhiên việc cảm nhận tốt và việc kích thích nhóm cơ tốt nó không tương đồng. Muốn kích thích nhóm cơ tốt, mình phải tập nhóm cơ ở vị trí nó kéo dài. Đây chẳng, xô nó sẽ kéo dài, đây là kéo dài này, còn đây co ngắn này. Rồi, ok mọi người,